Một tỷ phú chấp nhận thử thách của một chương trình thực tế. Trong vòng 3 tháng, chỉ với 100 đô trong tay kiếm được 1 triệu đô. Để công bằng, ông phải ẩn danh đi đến một địa phương nhỏ, từ bỏ danh tiếng, tài sản và các mối quan hệ xã hội. Chỉ 100 đô, một chiếc điện thoại và một chiếc xe ô tô cũ. Thử thách điên rồ này đến từ chương trình thực tế có tên Tỷ phú ẩn danh. Nhân vật chính là nhà sáng lập của ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ. Glenn Stern năm nay 56 tuổi, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tính đến hôm nay đã có được khối tài sản hơn 500 triệu đô trong tay. Ông muốn chứng minh rằng kiếm tiền không khó, quan trọng là có dám hay không thôi. Thử thách bắt đầu. Chương trình đưa ông đến một thị trấn ở ngoại ô xa xôi với dân số hơn 97.000 người. Việc đầu tiên ông làm là lái xe lượn xung quanh để tìm hiểu về vật giá ở đây. Ông tính toán ra chi phí cuộc sống bình thường mỗi tháng sẽ mất 1.100 đô. Sau đó lập mục tiêu tuần đầu tiên kiếm được 3.300 đô. Trong vòng 7 ngày làm sao có thể kiếm được 1-2 tháng lương của người ta. Ông đến siêu thị mua chút mì tôm, tốn hết 11 đô, sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Đêm đầu tiên, vì tiết kiệm nên ông đã không thuê khách sạn mà ngủ trong xe. Không ngờ đến nửa đêm thì nhiệt độ hạ xuống âm 8 độ, phải khởi động xe, bật máy sưởi thì mới ngủ được. Ngày thứ hai bắt đầu kiếm tiền, không phải đi làm thuê mà là kinh doanh. Vì ông biết bản thân mình cả đời này chỉ có thể làm kinh doanh. Bước đầu tiên là đi tìm người mua. Glenn lên mạng tìm hiểu thị trường thì thấy có người muốn mua lốp xe và biết rằng mình phải đi tìm lốp xe. Ông đến bãi rác tìm thử, tuy có rất nhiều nhưng đều đã bị hỏng. Ông đổi một nơi khác, đến một nhà máy bỏ hoang trong thị trấn. Vì mọi người thích vứt rác ở đây nhưng vẫn không có kết quả gì. Và kết thúc ngày thứ hai, đêm đó ông quyết định ngủ ở nhà nghỉ. Ông tìm được nhà nghỉ rẻ nhất ở đây, còn hỏi chủ nhà có việc vặt gì có thể làm không. Nhưng lại không có, ông chỉ có thể tốn hết 51 đô để thuê nhà. Bây giờ chỉ còn lại 31 đô. Ngày hôm sau, việc tìm rác để lại sau đã, quan trọng bây giờ là phải đi kiếm tiền. Glenn tìm được một công việc nhỏ, chính là bán bóng đồ chơi của chó. Ông rất vui vì bản thân rất giỏi bán hàng. Ông đến công viên chó ở gần đó nhưng tiếc là căn bản không có ai chịu mua. Thế là thất bại. Sau đó ông tổng kết lại, mình đã vi phạm nguyên tắc của bản thân, chính là không tìm người mua trước mà đã đi bán sản phẩm. Trên thực tế là thị trường không hề có nhu cầu này. Glenn chỉ có thể đổi việc khác, chính là phát đồ ăn cho những người lang thang. Lương tuy thấp nhưng vì bao ăn nên ông chấp nhận làm, bây giờ đã quá đói rồi. Làm việc xong, Glenn nói, thì ra cuộc đời ông trước giờ vẫn rất thuận lợi, mà chính mình lại không nhận ra. Phát hiện đó mang đến cho ông càng nhiều động lực hơn, động lực đem lại hy vọng cho những thanh niên trẻ đang cố gắng. Đêm đó, không có tiền nên phải ngủ trên xe. Ngày thứ ba tìm được hai công việc mới là in quần áo và dọn dẹp nhà. Vất vả hết 2 ngày, hút bụi, quét sàn, lau kính, dọn bồn cầu, tất cả đều là lao động chân tay, kiếm được 140 đô. Liên tiếp 2 đêm đều ngủ trong xe. Ngày thứ 6, Glenn phát hiện ra một điểm đặc biệt, ở đây khắp nơi đều có quảng cáo về ngày lễ. Ông nghĩ mọi người coi trọng ngày lễ này như vậy, có lẽ hôm đó sẽ bán được chút hàng. Vậy nên ông đã liên lạc với ông chủ xưởng nhuộm hôm trước mua được ít đồ. Bóng bay, cờ, mũ, sau đó đem đến buổi lễ hội bán. Quả nhiên là có người mua. Bận rộn đến đêm, bọn họ quyết định đến quán bar, lợi dụng tâm lý đám đông, mạnh dạn bán hàng. Nếu như có 2 người đồng ý mua thì sẽ kéo theo được càng nhiều người hơn. Lợi dụng tâm lý đang vui, khi bọn họ uống say, vui vẻ thì lại càng thoải mái tiêu tiền hơn. Quả nhiên đã thành công. Glenn kiếm được 414 đô nhưng ông vẫn không vui. Vì mục tiêu tuần đầu tiên của ông là 3.300 đô nhưng lại chỉ kiếm được 1/8. Lúc này, phiền phức đến. Vì thường xuyên ngủ trên xe, lại thêm ngày nào cũng phải làm việc nặng, sức khỏe của Glenn dần dần có vấn đề. Dù sao ông cũng đã 56 tuổi, thể lực không còn được như trước nên chỉ có thể đến bệnh viện kiểm tra. Chi phí y tế ở Mỹ rất cao, chỉ đơn giản kiểm tra một lúc rồi thông báo không sao đã mất 250 đô. Tiền của ông lại quay về 164 đô, vừa kiếm được chút lại tiêu hết rồi. Nhưng Glenn rất lạc quan, ông nói tiêu hết 250 đô để biết bản thân vẫn khỏe là rất đáng. Ông cũng biết việc quan trọng lúc này là tìm nhà để ở. Glenn tiếp tục dành thời gian đi tìm lốp xe, cuối cùng đến ngày thứ 7 thứ 8 cũng tìm được một đống lốp xe cũ, bên trong có cái dùng được. Cuối cùng qua chọn lọc thì tìm được 5 cái còn dùng được. Ông liên hệ được với người mua, người ta bỏ ra 2 cái, còn lại 3 cái đều lấy. Glenn đưa ra giá 1.800 đô, họ trả xuống 1.500, bán luôn. Thành công đầu tiên trong thử thách. Nhặt rác mà nhặt được 1.500 đô, toàn bộ đều dựa vào tri thức và mắt nhìn tìm kiếm. Tiếp theo đó là tìm nhà ở. Glenn dự toán giá thuê nhà là 400 đô một tháng. Ông tìm được một căn không có giường, nhưng chẳng sao cả. Vậy nên bên bây giờ chỉ còn lại 794 đô. Tuy phải ngủ dưới đất nhưng Glenn rất vui, bây giờ đã có nhà để về rồi. Bây giờ chính là lúc nhân cơ hội để đẩy tốc độ phát triển. Glenn tìm đến trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, ở đây có rất nhiều tài nguyên, kiến thức và thông tin mới. Ông tìm hiểu tình hình thị trường ở đây, sau đó tìm đến vài người đã từng kinh doanh thành công, tham khảo cách nhìn của bọn họ đối với thị trường. Cuối cùng ông chọn ngành ủ bia thủ công. Chỉ có 800 đô thì chẳng làm được gì, vậy nên Glenn quyết định đi kiếm thêm chút tiền. Glenn nhắm đến xe ô tô đã qua sử dụng, mua lại giá thấp, bán với giá cao. Ông biết nhiều nơi họ mua lại xe với giá cực thấp sau đó bán ra với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Glenn tính toán mua loại xe có màu sắc bên ngoài đẹp chút, sửa sang lại rồi đem bán ra. Nhưng tiếc là hôm đó lại không mua được gì cả, quay về nhà tiếp tục ăn mì tôm. Hôm nay là ngày thứ 11 liên tiếp ông ăn mì rồi, còn không có dĩa nên phải dùng tay. Giường cũng không có, bây giờ Glenn đã tiểu tụy hơn trước nhiều. Ông ngồi dưới đất cảm thấy vẫn phải đi tìm cái đệm mới được. Ngày thứ 12, Glenn tiếp tục làm nghiên cứu thị trường, sau đó đi tìm xe cũ để bán.
cuối cùng cũng có mua được một chiếc xe con loại mà ông rất quen thuộc, giá 500 đô. Thanh niên kia đòi 1000. Glenn lấy ra rất cả tiền trong người, còn lại 700 đô, cuối cùng cũng mua được. Vậy nên Glenn lại hết tiền, nhưng ông điều tra được giá loại xe này trên thị trường là 2000 đến 4000. Mục tiêu của ông bây giờ là bán được với giá 4000. Sau đó ông đi rửa xe, rồi đem bỏ lại ở một khu đất trống, dán quảng cáo bán xe và số điện thoại ở trên. Ngày thứ 15 cuối cùng cũng có người chủ động liên lạc, Glenn giới thiệu xe của mình rồi ra giá 4500 đô. Sau một hồi trả giá, cuối cùng trả đến 3900, chấp nhận bán. Lần này thì kiếm được một món lớn rồi. Mua và 700 đô, bán ra 3900, quá xịn. Sau đó Glenn quay về cửa hàng xe mua một chiếc xe cũ giá 2500 đô. Bọn họ đòi 2500 nhưng Glenn lại nói một chiếc lốp bị hỏng rồi, như vậy phải thay cả 4 chiếc, ít nhất cũng phải tốn 1000. Thanh niên kia nói 1500, Glenn chấp nhận mua. Tiếp tục sửa sang bên ngoài bên trong, rồi bày biển quảng cáo. Đêm đó, Glenn mua một chút đồ gia dụng, đệm, gối rồi chăn, 15 ngày mới có được một chiếc giường. Còn 71 ngày, tiền vốn vẫn còn chưa có, chỉ có thể từng bước một. Bây giờ hy vọng duy nhất là bán mấy chiếc xe kia. Chiếc xe hôm trước Glenn dùng giá 1500 đô để mua, hôm nay đã có người liên hệ đến hỏi. Glenn chạy đến, cẩn thận giới thiệu về xe của mình. Giới thiệu xong, ông ra giá 8900, người mua trả xuống còn 7000. Cuối cùng hai bên thống nhất giá 7600 đô, lại một lần nữa thành công. Mua vào 1200 đô, bán ra được với giá gấp 6 lần. Ngày 20, có được 9000 đô, bước tiếp theo bây giờ làm tiền nhà. Dùng 9000 đô để mua nhà, tất nhiên là không thể. Nhưng đừng xem thường sự hiểu biết của tỷ phú này. Ông lăn lộn trong ngành ngân hàng nhiều năm, ông biết ở đó có một khoản cho vay rất ít người biết. Chỉ cần bỏ ra một số tiền ban đầu rất ít là có thể vay tiền để mua nhà. Ông quyết định mua một căn nhà tầm 30-40 nghìn, tiêu 10 nghìn để sửa sau đó bán ra với giá 90 nghìn. Glenn chọn được một căn nhà cũ, vì ông đã nghiên cứu, gần đây có căn nhà bán được với giá hơn 90 nghìn. Chỉ cần sửa lại nền một chút là có thể biến được thành nhà mới ngay. Ngày thứ 22, bên trung gian gọi điện thoại đến giao nhà cho Glenn. Vậy nên Glenn chỉ bỏ ra 6600 phụ phí, đã có thể có được căn nhà 45 nghìn đô, còn được cho vay thêm 10 nghìn đô để sửa nhà. Tất cả những thứ này đều là sức mạnh của tri thức. Sau đó Glenn chọn được một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng trong vùng. Ông nhờ cô thiết kế sửa sang lại nhà cửa, có vẻ tin tưởng năng lực của cô ấy nên đã đưa luôn 10.000 đô tiền dự tính. Tiếp theo đó ông dùng mẹo của nhà quản lý để nhân viên của mình nhắm đến một nhân viên mới có kỹ thuật tốt hơn. Người này đến giúp ông sửa nhà, còn gọi thêm bố, bạn gái và bạn bè đến giúp ông vứt rác. Người ta gọi đây chính là lưới quan hệ, nếu có thể tận dụng tốt thì sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mà Glenn cũng tự tay làm việc, đã hơn 56 tuổi mà chịu khó như vậy cũng rất hiếm. Chỉ là trong lúc dọn dẹp phòng thì ông lại gặp phải một vấn đề lớn hơn. Nền nhà bị mốc, muốn xử lý thì phải thêm 5.000 đô nữa. Vậy là gấp 1.5 lần dự toán ban đầu. Glenn cảm giác như mình bị người ta lừa vậy. Quả nhiên, như cuộc đời của chúng ta vậy, lại một nguy cơ mới xuất hiện. Glenn chỉ có thể gọi công ty dọn dẹp đến xử lý mốc, sau đó yêu cầu kiến trúc sư đẩy nhanh tiến độ sửa nhà. Không ngờ rất nhiều ngày sau, ông quay trở về thì thấy nhà vẫn lộn xộn như vậy. Ông có chút tức giận, chỉ vài ngày không quan sát mà bên thiết kế đã lười biếng rồi. Tiếp theo đó là cho các bạn thấy một nhà quản lý giỏi sẽ làm thế nào để trách móc nhân viên. Ông gọi kiến trúc sư đến, đầu tiên là thể hiện sự kinh ngạc, sau đó nghiêm túc hỏi cô chuyện gì thế này. Khi ông phát hiện kiến trúc sư đã cảm thấy tự trách rồi thì không cố ép nữa. Vậy nên hai người đã cùng nhau thảo luận phương án rồi gọi đến thêm càng nhiều người hơn, thậm chí là tự mình cùng bọn họ làm việc. Vài hôm sau, việc sửa nhà được hoàn thành. Xem lại sự so sánh giữa trước và sau khi sửa lại, nhà khách, nhà bếp cuối cùng bán ra được với giá 75.000, tổng cộng kiếm được 20.000, cuối cùng cũng có tiền thuê cửa hàng. Ngày 73, bây giờ Glenn chỉ mới kiếm được không đầy 80.000. Làm thế nào để trong vòng 17 ngày kiếm được 1 triệu đô? Đáp án chính là mở cửa hàng. Sau đó kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, nhà hàng giá triệu đô thì chất lượng phải rất tốt mới được. Tuy ông chưa bao giờ kinh doanh nhà hàng nhưng ông hiểu một nguyên tắc, đầu tiên là tìm nhu cầu, sau đó mới bắt đầu làm. Ông phát hiện ở đây chỉ có một nhà hàng nướng được xem là ngon, hơn nữa ngày nào cũng phải xếp hàng. Nhưng nhà hàng này lại không bán bia. Ý tưởng của Glenn là kết hợp giữa sự phát triển của ngành bia và thịt nướng lại với nhau. Nguyên tắc thứ hai là phải ở cùng với những người thông minh hơn bạn. Việc đầu tiên khi bắt đầu làm là đăng tin tuyển dụng trên diễn đàn hỗ trợ khởi nghiệp. Ông hiểu được mình cần tìm người như thế nào, chính là người có ước mơ, dám nghĩ dám làm. Phỏng vấn rất nhiều người, còn dùng điều kiện thử việc 2 tháng không lương, cuối cùng đã tìm được một vài người cùng ông khởi nghiệp. Bọn họ nhìn ra được sự nhiệt huyết trong người đàn ông 56 tuổi này nên đã quyết định đầu tư. Sau khi tuyển được vài đầu bếp giỏi thì bắt đầu đến các nhà máy bia bàn việc làm ăn. Một lần đàm phán không được thì về nhà điều chỉnh lại rồi tiếp tục đi lần hai, cho đến khi được mới thôi. Tiếp theo là thuê mặt bằng, cũng phải thông qua nhiều lần suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn được một nơi phù hợp nhất. Quay về chỗ đầu bếp, Glenn cũng tự mình bàn bạc với họ để điều chỉnh mùi vị món ăn để phù hợp với người dân ở đây. Glenn tốn một số tiền lớn để thuê mặt bằng, mua dụng cụ bếp, tiền nhanh chóng cạn kiệt, cửa hàng còn chưa có chút tiếng tăm nào thì làm gì có ai biết mà đến ăn. Glenn nghĩ đến một chiêu, chính là tham gia cuộc thi nấu ăn trong thành phố, tạo lập chút tiếng tăm. Nếu có thể lấy được giải nhất thì chắc chắn sẽ thành công. Nhưng đội này chỉ có 1 triệu phú đang đi vay tiền. Một tên cao to lo trang phục, một anh béo thì lo bia rượu, còn có thêm 3 đầu bếp. Chỉ như vậy làm sao có thể lấy được giải nhất? Glenn đưa ra đáp án, 200% sự chuẩn bị của người ngoài ngành bằng 80% của người trong nghề. Đầu tiên là mời vài cao thủ món nướng đến bày cho bọn họ cách làm sao để chuẩn bị sửa nướng.
Sau đó thì họp, xác định thị hiếu của mọi người, kiểm tra lại nhiều lần rồi mới căng biển. Cuối cùng ngay trước ngày tổ chức, cả đội bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Tất cả những công sức ban đầu bỏ ra, cuối cùng cũng đến lúc nhận được thành quả. Nhưng mới ngày đầu tiên, vì bọn họ không mang nước nóng nên bị cục vệ sinh yêu cầu dừng lại. Đây là trách nhiệm của bếp trưởng, nhưng cô ta lại chạy ra một góc không quan tâm. Những người khác dốc hết sức vội vàng chuẩn bị, cuối cùng cũng mang được nước nóng đến, thông qua tiêu chuẩn của cục vệ sinh. Ngày đầu tiên khai trương, có khách vào mua một miếng sườn với giá 25 đô. Càng ngày càng nhiều người đến hơn, rất nhiều người đều khen món ăn ngon. Mỗi người mà Glenn mời về đều tập trung làm phần việc của mình. Đặc biệt là người đàn ông ra đây này, anh ta biết không nhiều, người bình thường đều không quan tâm đến anh ta lắm. Nhưng Glenn thấy tính cách anh ta thú vị lại hiền lành, có thể làm người khác chú ý, có cảm tình nên đã gọi đến đây. Quả nhiên đã thu hút được nhiều sự chú ý, ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Ngày đầu tiên vào lúc 9h45 tối đóng cửa, bọn họ kiếm được 3.090 đô. Cũng không tồi, hôm sau bọn họ điều chỉnh lại một chút, lại bán được càng nhiều hơn. Cố vấn tiêu thụ ở đây còn đến tận nơi quay trực tiếp, giúp bọn họ truyền bá thêm. Nhưng đồng thời phiền phức cũng đến, sữa bò vừa hết, rất nhiều người thích uống sữa bò. Không lâu sau, thịt lợn cũng hết, rất nhiều người vì không có sữa và thịt lợn nên đã rời đi. Đây là trách nhiệm của bếp trưởng, nhưng cô ta lại không thích người khác nói mình không tốt. Glenn có chút thất vọng, nếu có đủ nguyên liệu thì bọn họ có thể kiếm được càng nhiều hơn. Ông nói với bếp trưởng, ngày mai cần một lượng gấp đôi hôm nay. Kết thúc ngày hôm nay, bọn họ kiếm được 5.178 đô. Ngày thứ 3, vào 12 giờ trưa đột nhiên sữa bò lại hết, thịt lợn cũng hết luôn. Rốt cuộc là tại sao? Glenn cố hết sức mới nén được sự tức giận trong người. Ông biết làm lãnh đạo thì bắt buộc phải bình tĩnh. Khách càng ngày càng nhiều, ông hỏi đầu bếp cần bao lâu nữa, cô nói không biết. Đến tối, khách càng đông hơn, còn đầu bếp thì liên tục nổi nóng. Không lâu sau, xương sườn cũng hết, Glenn ra nói chuyện với bếp trưởng, kết quả là hai người cãi nhau. Bếp trưởng vẫn luôn viện cớ, tìm lý do, Glenn phải cố giữ bình tĩnh để dạy cô làm thế nào. Kết quả là cô ta tức giận, cởi áo rồi lấy túi ra về. Như vậy thì người đàn ông da đen kia phải chạy theo nói chuyện, bảo cô quay về. Đợi cô bình tĩnh hơn chút, Glenn cũng lại gần xin lỗi rồi nói chuyện lại với nhau. Hôm đó bọn họ kiếm được 8.337 đô. Ngày cuối cùng, chuẩn bị xong hết tất cả thì trời lại đổ mưa lớn. Gió lớn làm đổ sập cả biển quảng cáo, những đội khác đều rời đi nhưng bọn họ vẫn ở lại để tiếp tục bán. Cuối cùng, không chỉ bán được 5.000 đô mà còn giành được giải thưởng đội nướng sườn ngon nhất. Cả nhóm vô cùng hạnh phúc, không ngừng cười vui vẻ. Từ đó cũng có tiền để mở cửa hàng. Trong 3 tháng kiếm 1 triệu đô, vừa nghe đã cảm thấy là một việc bất khả thi. Vậy nên rất nhiều người hoài nghi không biết chương trình này có phải thật hay không. Hơn nữa, triệu phú này nhìn có vẻ cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là tôi xem đến tập thứ 5 thì bắt đầu tin đây là sự thật. Vì sức hút trên người triệu phú này thực sự là quái chói mắt. Xem thêm một chút, bạn sẽ biết được một ông lớn thực sự là như thế nào. Ông chịu khổ cực giỏi, mấy ngày liên tục ngủ trên xe, ăn mì tôm, hơn nữa nhiều việc thể lực tay chân ông cũng tự tay làm. Tuy đã 56 tuổi nhưng vẫn rất cố gắng, dù khổ nhưng vẫn lạc quan, lúc nào cũng giữ nụ cười trên khuôn mặt. Có chút thành công là vô cùng vui, liên tục lấy nó để tạo động lực cho mình. Cũng đem năng lượng và nhiệt huyết đến cho những người bên cạnh. Ông vô cùng kiên cường, trong 90 ngày đó đã phạm phải không biết bao nhiêu sai lầm. Ngày thứ 8 đột nhiên bị bệnh, phải tiêu mất 60% số tiền. Ngày thứ 16, luật sư nói với Glenn chuyện startup đã thất bại. Ngày thứ 32, căn nhà mới mua xuất hiện ẩm mốc. Ngày 53, mặt bằng đã thỏa thuận là thuê nhưng bên kia đột nhiên lại đổi ý. Mỗi một sai lầm đều làm gián đoạn cả quá trình, làm cả kế hoạch trước đó gần như hỏng toàn bộ. Nhưng Glenn lại chưa bao giờ chấp nhận, tiếp tục đứng lên lao về phía trước. Mỗi lần như vậy thì tinh thần của ông lại càng tăng mạnh hơn. Không chỉ tự tay làm mọi việc mà còn liên tục trao đổi với nhân viên rồi cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Từ đầu đến cuối ông chưa từng tỏ ra mất tập trung. Trong suốt 90 ngày, lần ông tức giận nhất chính là do đầu bếp không chuẩn bị đủ nguyên liệu nấu ăn. Nhưng ông chỉ bình tĩnh hỏi cô ấy về tình hình, có thể thấy là năng lực kiểm soát tâm trạng vô cùng mạnh mẽ. Ông rất dũng cảm, biết được mình bắt buộc phải làm chuyện gì, cho dù cuộc thi rất thành công nhưng vẫn sa thải bếp trưởng. Vì cô thường xuyên xảy ra sai sót, lại hay mất khống chế cảm xúc, không đi theo tập thể, nên không thể giữ lại. Tuy Glenn nói chuyện rất nhẹ nhàng, trả đầy đủ tiền bồi thường nhưng cuối cùng hai bên vẫn chia tay một cách không được vui vẻ cho lắm. Ai cũng không muốn gặp phải những chuyện này, nhưng là một nhà quản lý, có nhiều chuyện bắt buộc phải làm. Sâu thực tế này là một cuốn sách dẫn đến thành công. Đặc biệt là trên người vị triệu phú này có quá nhiều chỗ đáng để chúng ta học tập. Trước một ngày nhà hàng nướng được mở, ông đã nói thật với mọi người thân phận của mình. Còn biểu thị mình không muốn bị đối đãi một cách đặc biệt, mà muốn chứng minh mình có thể tay không kiếm được 1 triệu đô. Không ngờ, mọi người không hề tức giận mà chỉ kinh ngạc rồi cùng nhau cười. Tất cả đều vô cùng tin tưởng, yêu quý Glenn. Ngày khai trương, trước cửa đang xếp hàng dài. Mọi người bắt đầu ăn, phản hồi vô cùng tốt, mọi thứ đều rất thuận lợi. Cuối cùng, Glenn trả tiền lương có nhân viên. Mọi người đều vô tư đi theo ông hết hơn 2 tháng. Ông gửi 25.000 đô cho kiến trúc sư, làm cô cảm động rớt nước mắt. Một người phấn đấu hết sức, cuối cùng có được hồi báo. Cuối cùng nhà hàng được định giá 750.000 đô. Mục tiêu của ông là 90 ngày kiếm 1 triệu đô đã không thành công. Nhưng trong mắt tôi thì ông đã quá thành công rồi. Vì hành động này, không chỉ chứng minh một từ có thể mà chứng minh một loại lý tưởng. Tất cả đã làm tôi tin tưởng, có lý tưởng nhất định sẽ thành công.